Theo Global City, thành khu trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh, đô thị cửa ngõ ở khu đông. Vị trí kết nối tại cửa ngõ phía đông của thành phố The Global City có vị trí khá gần trung tâm hiện tại của thành phố, đặc biệt các địa bởi hai mặt tiền giáp hai trục đường quan trọng hàng đầu khu đông Sài Gòn là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và đường Đỗ Xuân Hợp. Dự án có một mặt tiền giáp sông Rạch Chiếc và mặt còn lại giáp với khu đô thị thể thao Sài Gòn Sports City, quy hoạch 64 hectare. Nhờ vị trí chiến lược, dự án dự kiến được hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu đông Sài Gòn của thành phố Hồ Chí Minh lên đến 852.500 tỷ đồng. Trong đó có nâng cấp cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây lên 8 làn xe, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp với bề rộng lên đến 60 mét. Quỹ đất lớn hiếm hoi với đa dạng tiện ích phức hợp với lợi thế quỹ đất lớn hiếm hoi gần trung tâm thành phố, rộng 117,4 hectare. Dự án được quy hoạch với nhiều phân khu, chung cư thấp tầng, villa, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, thương mại bán lẻ. Trong đó, diện tích cảnh quan và tiện ích công cộng cho các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm của cư dân và du khách mỗi dịp cuối tuần chiếm một phần lớn. Đáng chú ý nhất là trung tâm thương mại hạng A diện tích 125.000 m2 ở trung tâm dự án, nơi dự kiến sẽ quy tụ những thương hiệu thời trang cao cấp, những nhà hàng sang trọng cùng các tiện ích giải trí tân tiến. Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng hàng đầu thế giới Materi Sehome đã đầu tư mạnh cho dự án to híp đầu tay bằng cách hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới như tư vấn kiến trúc Foster Partner, thiết kế cảnh quan WATG, kỹ thuật xây dựng Tung Phen và giám sát dự án Atelia. Hiện Foster Partner đã hé lộ những thiết kế của phân khu đầu tiên trong đại đô thị The Global City, phân khu nhà phố Soho. Thiết kế kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và âm hưởng đô thị đặc trưng của Việt Nam để tạo nên thiết kế hiện đại, linh hoạt theo chuẩn mực quốc tế. Công nghệ tiên tiến dẫn đầu với vai trò là trung tâm mới của đô thị. Những khu đô thị đào tạo thường là nơi tiên phong áp dụng những công nghệ tiên tiến. Nếu Palm View bay ra sử dụng vệ tinh để vẽ từng nhánh trong quy hoạch hình nhành cọ của toàn dự án, thì các tòa nhà tại Marina Bay Sands ứng dụng công nghệ bền vững. Đặc điểm cao nhất của chứng nhận xanh Green Mark và giảm 25-30% mức tiêu thụ năng lượng. The Global City cũng sẽ được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến để trở thành thành phố toàn cầu. Foster Partner, đơn vị tư vấn kiến trúc cho đại đô thị, cũng là một trong những studio tiên phong xu hướng thiết kế bền vững trong kiến trúc và xây dựng đô thị trên thế giới. Dự kiến The Global City sẽ được ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời, quản lý nước sạch để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Đồng thời, công nghệ trí tuệ nhân tạo, AI và Internet vạn vật, IoT sẽ được ứng dụng trong điều phối giao thông và quản lý không gian đô thị để tối ưu hóa việc sử dụng các diện tích công cộng, đỗ xe, đồng thời nâng cao an ninh và an toàn giao thông trong nội khu.